Theo công an Hà Nội, chiều ngày 1 tháng 8, quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy đã hy sinh. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều tại quán karaoke 5 tầng ở số nhà 231 phố Quang Hoa, phường Quang Hoa, Cầu Giấy. Lực lượng chức năng đã điều 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Theo người dân cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa bốc lên từ khoảng tầng 4 năm của căn nhà, khói đen bốc cao hàng chục mét. Cảnh sát đã dùng xe thang đưa lực lượng chữa cháy lên khu vực tầng thượng của ngôi nhà, tháo dỡ các bức tường ngăn để tiếp cận khu vực đám cháy ở bên trong, triển khai các biện pháp nghiệp vụ chữa cháy. Hiện cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, đồng thời căng dây cấm người dân đi vào khu phố Quang Hoa. Có hai xe cứu thương đã được điều đến hiện trường. Hiện công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.